chào tất cả các bạn đến với kênh của BQ Thành. Và dạo này mình rất thích những tựa game ngày xưa được làm, và đặc biệt là game kinh dị. Hôm nay mình sẽ cùng Ốc chơi những tựa game như thế tiếp nha. Ok, và các bạn hôm nay có thấy mình xinh không? Xinh như này vào game là dễ bị sát hại lắm này các bạn này. Và bây giờ trước khi vào video, các bạn đừng quên bấm nút like video, bấm đăng ký kênh, đặc biệt là xem quảng cáo nhé. Còn bây giờ vào game luôn, xem chuyện gì sẽ xảy ra. Anh phải bảo vệ em ấy. Kệ em. Tựa game này có tên là gì hả Ốc? Murder House, ngôi nhà chết chóc các bạn ạ. Ui, nhìn cái ảnh biểu nó thấy kinh dị rồi các bạn ạ. Em thấy đây là hình ảnh mô phỏng một cái đĩa game đúng không? Đúng thời rồi. Ngày xưa cái đĩa gọi là VHS đúng không? Đúng rồi, đĩa game của thời PS1 đấy các bạn đúng ạ. Đúng rồi, mình thấy có để cái tay cầm cái móc cầu xiên. Xiên một người con gái xinh. Xinh bằng một nửa ông. Ông xinh gấp đôi. Rồi, bây giờ vào game luôn xem chuyện xảy ra nha. Ở đây này, từ từ. Họ đến đâu ấy các bạn ạ? Xong rồi câu chuyện sau đó sẽ tiếp tục với họ. Với họ. Ui gì kia. Đây là năm 1985. Ủa ôi, sau năm này những 11 năm thì BQ Thành và Ốc mới ra đời các bạn. Rồi, vào cái phần này chơi này đầu tiên nha các bạn. New game ok. Xem chuyện gì xảy ra. Có một người là một photographer, thợ chụp ảnh nha. Nào, em bé ngồi gần mascot vào. Ngồi gần mascot chụp ảnh nào, chụp ảnh. Đây, từ từ đây, trong thì thấy có một con mascot. Ui, con mascot này. Cái con này là con thỏ đúng không? Nhưng mà sao trông nó kinh này. Ngồi vào chụp ảnh, ngồi cạnh. Đến gần vào. Trông nó kinh quá các bạn ạ. Anh chưa thấy con nào xấu như cái con này. Các bạn thường thấy ở ví dụ như cửa hàng đồ ăn nhanh này hay có mấy con như thế. Đúng rồi. Rồi, Hoặc là các quán khai trương hay có hình con gấu ấy. Nào em bé, nhanh lên. Hãy xích cái mông của em gần vào. Thế là ngồi vào lòng con mascot. Smile, kid. Cười lên. Ông ơi, em có nhớ tựa game Honkai Star Rail đợt hè mình chơi không? Em vẫn đang chơi đây mà. Thế anh có biết phiên bản 1.4 tỉnh mộng ngày đông với hai nhân vật hoàn toàn mới là Jing Liu và Topaz chưa? Tưởng gì, anh còn biết Silly sẽ quay trở lại với cốt truyện chính tuyến, mở ra câu chuyện mới về Bilongbok nha. Anh cũng cập nhật thông tin nhanh ấy. Để ông nhắc lại cho bạn nào chưa biết thì Honkai Star Rail là một tựa game nhập vai RPG đa nền tảng của nhà HoYoverse. Mình sẽ được trải nghiệm game hoàn toàn miễn phí. Và đặc biệt, Honkai Star Rail đã có mặt trên cả PlayStation 5 nha. Các bạn có thể tìm kiếm trong cửa hàng PS và chơi trên PS5, PC, thiết bị di động. Mới chỉ ra mắt gần nửa năm thì đã có đến 80 triệu lượt tải, là đủ biết độ hot của game này rồi. Mà công nhận nhân vật Jing Liu xịn thật sự, là một nữ anh hùng huyền thoại. Dùng kiếm tấn công kẻ địch, Jing Liu mang vẻ đẹp của một cô gái trưởng thành rất là lạnh lùng gơn nha. Bình thường cô ấy sẽ dùng tấm vải màu đen để che đi đôi mắt. Sau khi biến hình sẽ gỡ bỏ tấm vải để lộ ra đôi mắt màu đỏ siêu ngầu luôn. Jing Liu vô cùng dũng cảm, nhưng một thời gian dài đã bị rơi vào ma hóa nên bị cho rằng là bị mất tích hoặc đã chết. Khi chiến đấu thì cô ấy là một nhân vật gây sát thương vô cùng mạnh các bạn ạ. Có thuộc tính băng, định vị và hủy diệt. Sau khi biến hình sẽ có năng lực cường hóa sát thương siêu cao. Ngày ra mắt Jing Liu từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10. Nhưng em vẫn thích Topaz nhất, bởi vì cô ấy vô cùng đáng yêu với mái tóc bạc này, tính cách thì dễ thương. Lại còn là giám đốc doanh nhân ưu tú thành đạt, giống em, vừa xinh lại còn vừa thông minh. Ngày ra mắt Topaz vào ngày 27 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11. Thế em biết Topaz chiến đấu thế nào không? Ơi dễ quá dễ, Topaz là một nhân vật săn bắn thuộc tính hỏa, có sát thương vô cùng lợi hại. Cô ấy có một con pet tên là Numbi luôn ở bên cạnh hỗ trợ cô ấy trong cuộc chiến đấu. Còn các bạn yêu thích nhân vật nào thì hãy comment phía bên dưới cho anh biết nha. Trong phiên bản mới, không những nhân vật xịn mà cốt truyện cũng sẽ bổ sung thêm những câu chuyện mới của hành tinh Bilongbok với hai bản đồ hoàn toàn mới là trụ tạo vật và khu thí nghiệm vũ khí cũ. Không như thế còn có sự kiện đặc biệt, đó là chiến tuyến Arthur. Có thể bắt quái mà mình thích để tổ chức các cuộc chiến giữa các con quái vật với nhau. Đặc biệt là mình sẽ được miễn phí 10 lần rút thẻ. Và khi đăng nhập 7 ngày sẽ nhận được 10 vé tinh cầu đặc biệt dùng để rút Jing Liu và Topaz nha. Và kể từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11 năm 2023, tại Pico Coffee thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức sự kiện offline chặn rừng chân Acha ăn uống thả ga. Các bạn nhớ đến tham gia nha, sẽ có rất là nhiều điều thú vị đấy. Hãy tải ngay link game, mình sẽ để phần mô tả bình luận để có thể trải nghiệm các nhân vật mới. Và đừng quên nhập cái mã đổi giới hạn mình để trên màn hình để có thể nhận được 50 ngọc ánh sao. Yes. Nhìn camera. Say cheese. Ôi dồi, thật ra mình cứ che con thỏ xấu nhưng thật ra mình rất xấu mà. Mình còn xấu hơn. Đấy, bức ảnh này được chụp vào năm 1985. Chắc cậu sẽ có câu chuyện xảy ra với bạn nhỏ này. Đúng rồi. Và sao bạn nhỏ trông mặt nó già thế? Chắc là bạn nhỏ này hơi già. Rồi, mình phải đi ngủ thôi. Mình phải đi ngủ thôi các bạn ạ.
Thế là ngủ chưa? À ngủ rồi, nhắm mắt rồi. Ngủ rồi. Bần ngủ quá, ngủ quên ở siêu thị à? Ừ. Rồi xong. Mẹ ơi! Thôi, mẹ đi về rồi. Ngủ quên phát đến tối luôn, không còn ai ở đây, không còn một khách nào ở trong cái siêu thị đó luôn. Hả? Cái trung tâm thương mại này đóng cửa rồi à? Thôi xong rồi, ngủ phát đã bảo rồi, ngủ làm gì, sao lại đến trung tâm thương mại để ngủ? Đó. Cửa khóa rồi, mình không thể ra bằng đường này. À, thế vậy thì mình đi đâu? Anh nghĩ là mình phải đi ra lối bên này rồi. Vì đường bên kia đâu có đi được. Ở đây giống như kiểu một chỗ của một cái nhà hàng ăn nhanh ở đây sao? Ừ, đúng rồi. Trong trung tâm thương mại sẽ có khu mua sắm và những nhà hàng ăn, quán ăn nhỏ đó các bạn. Đấy, chưa khu thời trang đồ đấy này. Ui, quần áo đẹp quá. Quần áo xấu quá. Ốc này em mua bộ váy vàng này về mặc này, trông như quả chuối luôn. Đây thấy có một cái khu như kiểu người ta ngồi ở đây để chờ. Đóng cửa hết rồi, có cái gì đâu, tối om chẳng thấy gì các bạn ạ. Đi đâu đấy? Thì đi tìm đường ra thôi. Hả? Anh đi một vòng. Cái game này nó làm theo phong cách ngày xưa nên anh chưa quen di chuyển nên nó hơi ngu, các bạn thông cảm nhé. Ồ đây cho anh chui được sao này. Ồ các bạn ơi, có một cái cổng an ninh các bạn ạ. Rồi chui qua được các bạn ạ. Ừ. Vì nó có cái khe hở đấy các bạn nhìn nhá. Tối om nhỉ. Tối thì trung tâm thương mại đóng cửa trời tối, bật đèn cho ai nữa. Bật ít đèn cho anh nhìn như chả nhìn cái gì các bạn ạ. Chứ dần dần nó sẽ hiện ra. Mà không có một bác bảo vệ, không có một anh bảo vệ nào ở đây vậy. Ừ. Alo. Không chắc thời ngày xưa trung tâm thương mại đóng cửa là đóng cửa luôn. À. Chứ không như bây giờ. Từ thời 1985 cơ mà. Đây có một cái khu gì đấy này ông này. Ừ. Cái gì đây? Dẫn lối. Ồ. À chỗ ngày xưa mình chụp ảnh đúng này. Đúng rồi, Easter Bunny, thỏ Bunny các bạn ạ. Chắc chắn là bây giờ nó không có gì cả trong đó nữa đâu. Thử đi vào xem nào. Game nên là hơi di chuyển hơi ối giời ôi nha các bạn. Nó làm mình đang rất cố gắng. Nó làm theo phong cách là chúng ta sẽ nó sẽ quay camera nên là mình di chuyển mình thấy mình ngu đây này các bạn không? Bây giờ đi lên đây. Đây này, ngày xưa mình chụp ảnh ở đây này các bạn thấy không? Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ thì không có con mascot nữa. Bởi vì là có người đóng cho con mascot nên cho bây giờ người ta cũng nghỉ rồi. Cái gì nhỉ? Âm thanh rít rít lên ghê ấy. Ghê quá à? Thôi đi ra đi. Thì đáng sợ đấy nhỉ các bạn nhỉ? Thôi đi ra khỏi đây đi các bạn ạ. Hay là con mascot này nó biến thành quái vật rồi? Chắc không đâu. Trông nó cũng kinh mà. Chạy ra. Mình vừa đi từ lối bên này sang, bây giờ mình sẽ vòng qua bên trái này trước đi. Tối quá, chả thấy cái gì. Tự nhiên có âm thanh làm mình hốt. Các bạn mình tưởng tượng là mình đi chơi siêu thị không? Các bạn bị bỏ lại một mình không có ai ở trong siêu thị đấy nữa thì các bạn cảm thấy nào rất là đáng sợ đúng không? Mà siêu thị không có tí đèn nào nữa như này. Ô có gì đâu? Có gì phát sáng này? Cái gì đây? Một cái chìa khóa. Một cái chìa khóa các bạn. Ồ, mình đã nhận một cái chìa khóa và có thể sử dụng nó để mở cái inventory của một cái kho các bạn ạ. Inventory là mở cái nào nhỉ? À đây, mình có thể chọn đây sử dụng. Okay. À không phải cái kho. Inventory tức là cái túi đồ của mình các bạn ạ. Mình phải đi mon men vào tường, mình không nhìn đường đâu các bạn. Còn chỗ nào để đi không nhỉ? Đây đấy. Bên này các bạn bên ạ. Bên này chưa đi mà. Mình chưa sang bên này. Rồi, đập mặt vào bồn cây. Đây cái cửa này. Mở được không? Đấy, có chỗ ổ khóa. Ồ, đây là một cái cổng an ninh khác mà nó bị khóa rồi. À, có chìa khóa đấy. Sử dụng. Mở được. Mở rồi. Mở được các bạn ơi. May thế nhỉ? Thế ít ra mình còn có cơ hội để thoát khỏi cái trung tâm này lúc mà không còn có ai các bạn. Mà đây là chỗ nào đây? Ai mà biết chỗ nào cứ đi thôi chứ bây giờ tìm lối ra. Sao có cái âm thanh gì nó cứ mình có thể về mà không có mình. Nhỉ, mẹ mình thế nào ấy nhỉ? Ừ. Mẹ bỏ rơi con rồi. Con này là con kiểu gì mẹ bỏ rơi này. Cái gì à? Mấy con gì á? Mà nó canh à? Mà nó canh. Trông kinh dị quá. Mấy con mà nó canh không mặc. Tại sao nó lại ở đây không biết? Không mặc đồ gì trông rất là kinh dị. Ừ. Gõ cụt rồi. Không mở được à? No. Đóng quá. Rồi. Cửa hiệu người ta đóng cửa rồi. Khóa đóng hết rồi. Đi đâu bây giờ ông ơi? Về đâu? Mình chạy từ đầu bên đấy qua hay bên này trước này nhỉ? Không biết luôn. Tối quá. Tối quá xác định phương hướng không được. Cái gì vậy?
Nó bảo gì á? Có thể là hình như đây là lối ra hay sao ấy. Lối ra? Ừ. Lối ra. Tự nhiên im lặng không thấy tiếng gì đấy. À đây có cửa exit, có cửa exit. Đây. Đây rồi. Để rồi, tìm thấy lối ra rồi các bạn ơi. Mở cửa ra thoát được khỏi cái trung tâm này trong buổi đêm rất là... À đây có tí ánh sáng rồi. Cái gì ạ? Mấy đứa trẻ con bị mất tích này các bạn ơi. À, sao mà xem được? Không xem được đâu. Mình chỉ biết như vậy thôi. Đấy, chữ nó nhòe hết mà. Vì là pixel. Không bấm vào xem được cái gì ạ? Không phận sự miễn vào. Một cái phòng không phận sự miễn vào. Sao lại có mấy cái bảo là trẻ con mất tích nhỉ? Hay là mình cũng chuẩn bị mất tích? Đây là cái gì đây? Phòng riêng cá nhân có cái biển thông báo thì nhưng không phải là WC các bạn ạ, nó khóa rồi. Đây WC à? WC thật các bạn ạ. Phòng vệ sinh ấy. Nơi chúng ta đi vệ sinh. Vâng. Trong gương không thấy mình. Rồi. Nè, nói ghê quá nha. Bây giờ đi WC hả? Không, muốn đi tìm lối ra vào WC làm gì đây? Hay là phải có cái manh mối gì? Có gì đấy? Mình có thể trốn được. Trốn được hả? Có trốn không? Ừ, trốn làm gì? Ừ. À, chứ sao lại phải trốn nhỉ? Ừ, sao lại phải trốn? Đây, có một cái cửa nữa không này? Ờ. Quá rồi, quá không phận sự miễn vào rồi. Ê, trốn vào đấy xong rồi ngủ luôn trong đấy đi. Mai là mở chung cửa trung tâm thương mại thì mình lại được ra ấy mà. Bị điên à? Làm gì mà làm thế, ngủ trong nhà vệ sinh. Thử trốn xem nào. Ừ. Ui giời. Dường như nó là một nơi rất là tốt để trốn. Khi mình hoàn thành, tức là khi mình trốn xong thì mình có thể thoát ra cùng với thanh menu các bạn ạ. Ồ. Là như thế. Ồ, ok, hiểu các bạn ơi. Hiểu rồi, đi ra đi. Đấy, cái menu. Ok. Đây có gì nữa đâu, thôi đi ra ngoài đi thôi. Có một chỗ trốn. Căng thẳng quá nhỉ. Quá căng luôn. Chắc chắn là tí phải gặp cái gì thì mới phải trốn chứ. Cái hành lang nó dài, đi mãi không hết. Cứu tôi với, tôi bị nhốt ở trung tâm thương mại. Alo. Ai đây cơ? Trốn. Chạy trốn. Con này nó sân nhân. Chạy lại. Bây giờ chúng ta sẽ xem ba góc một lúc nha các bạn. Rồi xong con thỏ đang đuổi anh. Để rồi, anh chuẩn bị rẽ trái tay trái nha. Cầm liềm kìa, nó xẻo mông kìa. Cái lưỡi câu không phải là liềm. Kìa, rẽ vào. Quá. Nhầm rồi. Chạy đối đập lại mặt nó à. Không, khoan. Không phải. Con này nó ngay ngoài ấy. Ôi, nó mở cửa. Nó mở cửa buồng bên cạnh. Nhưng nó không mở cửa buồng của mình. Sợ quá. Nó mà thấy nó cầm cái liềm nó cứa cổ luôn. Đấy là lưỡi câu hay sao mà. Lưỡi câu à? Ý là một cái, có thể là cái liềm. Cái liềm đấy, không phải lưỡi câu đâu. Làm gì có ai cầm lưỡi câu đi câu cá. Đừng mở cửa phòng đi em. Nó đi. Nó đi chưa? Hết âm thanh chắc nó đi hết rồi. Hết âm thanh nó đi rồi. Vậy là mình đi tiếp các bạn ơi. Quay ra đi lại cái đường đấy hay gì? Thế là nó mở cái cửa lúc nãy mà bị khóa rồi. Ôi anh di chuyển không quen các bạn ạ. Nên là anh bị đâm mặt. Đây này, nó đi vào đây này. Đúng rồi, bây giờ mình mở ra. Nó mở cửa cho mình. Vậy là nó là người có phận sự à? Nói chung là... Bởi vì cửa này bảo là không phận sự miễn vào thì đấy là nó có phận sự à? Gì mày à? Bán nước. Không hoạt động nữa à? Có tiền đâu mà mua. Đây có phòng gì à? Một cái phòng có mật mã. Chúng ta cần phải có một cái keypad các bạn ạ. Ok, không có keypad, đi tiếp thôi. Cái gì à? Ồ, trong này có đồ, thấy phát sáng. Mở cửa ra. Chắc là keypad. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Một cái đèn pin các bạn ạ. Pin. Ừ. Có gì đâu? Có một cái hố à? Nó bị chặn rồi. Không thể đi được. Đây, có một cái hố này. Nhưng bị chặn đấy. Rất là, nhìn rất là sâu ấy các bạn. Rơi xuống đấy là đi gặp các cụ thôi mà.
Mà mình đi ra đi. Đằng sau này có một cái cửa này, cửa này rất là cũ rồi. Không biết nó thông đi đâu các bạn. Cái khu kỹ thuật các bạn ơi, có mấy cái bảng điện. Thôi đi ra đi các bạn, mình thấy mấy sợ mấy cái đồ cũ kỹ lắm luôn ạ. Điện nó cũ quá, nó chậm thì mình còn giật chết tết tê tê. Đây là khu locker để đồ của nhân viên mọi người ạ. Khóa hết rồi, có gì đâu mà khóa hết sạch rồi. Mình vừa đi vào từ đây đúng không? Đúng rồi. Ở bên có này. Một cánh cửa. Bên này có thấy một cánh cửa này các bạn này. Chưa mở khóa các bạn ạ. Đây đâu đây? Toilet. Kiểu nhân viên thay đồ ở đây. Có gì trong không? Ô, có gì này ông này? Cái gì ấy? Cái gì đấy ở dưới cái thoát nước này. Cậy lên để lấy chứ. Nhưng mình không với được nó. Có đồ gì không nhỉ? Không có đồ gì cả. Bây giờ cần có gì để với được hiểu không? Thế thì mình tìm phòng khác nào. Thiếu đồ rồi. Thế thì ở cái phòng kia khéo có đồ mình chưa lụm. Quay lại kiểm tra xem lần nữa xem các bạn. Có thể là mình sẽ bỏ sót một cái đồ vật gì vì dụng cụ thường để trong kho chứ không để chỗ khác được. Đây. Bảo... Cái này có thể với được này. Lấy luôn. Để tôi viết các bạn. Chắc là hết rồi đấy. Hết rồi. Anh nghĩ lấy được cái tua vít thì chúng ta sẽ... Cậy lên. Ở trong nhà vệ sinh chỗ này. Manh mối các bạn ạ, manh mối. Manh mối đấy. Lại đi ra. Ây à. Thấy khó chịu các bạn, di chuyển này nó cứ chiếu camera là mình đi vào đi ra luôn. Rồi, đi vào, đúng rồi. Cái trong góc này. Vậy nó tự chiếu camera hả? Sử dụng cái này nè. Cậy, biết ngay. Cậy mà, cậy. Lấy được cái gì nhỉ? Một cái chìa khóa thật. Chìa khóa của một cái tủ locker bên ngoài. Chắc chắn luôn. Mở đâu chắc là nó sẽ gợi ý cho mình ấy nhở. Chắc thế chứ. Thử mở cái này xem có gì không. Trống. Cái này thì không có gì các bạn ạ. Một cái buồng ngoài cùng nữa. Đây buồng này nữa. Rồi. Ok các bạn ơi. Mình đi quay mà mình còn bị chóng mặt lây luôn mà. Chắc không có gì. Rồi các bạn ơi, đi ra thôi. Mình chóng mặt thế rồi, ngủ luôn đây này. Ồ. Của 1024. Chìa khóa tủ 1024. Kìa. 5534. À, mật khẩu của cái cửa bên ngoài. Đúng rồi, cái cần cái keypad đấy các bạn ạ. 5534 đúng không? 5534. Ok. Chúng ta sắp thoát rồi. 5534, ok. Thôi cứ tập trung thôi các bạn ạ. Mình bây giờ là cẩn thận không là đi luôn ấy. Bây giờ đi lối nào? Để qua bên này các bạn ạ. Rồi. Điểm cực khoai. Nó vẫn thế. À đây. Cửa đây rồi các bạn ơi. Cửa đây. 5534 đúng không? 5534 nha các bạn. Rồi hết tiếng rồi. Nọ đỡ. 5334 ở trước này, trước đây đúng không? Chỗ góc này, đúng rồi. Đúng đây rồi. Đây rồi. Yes. 5534. Ho 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 ho. Bó tay. Quá thông minh luôn, mình giải được cái này luôn. Rồi một cái phòng ăn các bạn ạ, phòng nghỉ ngơi của nhân viên ấy. Ôi, có người rồi. Hello. Bác bảo vệ à, không bác công nhân dọn dẹp. Bác ơi. Có con thỏ nó giết cháu. Người này tên là Justin. Trời ơi, Justin hãy giúp cháu với. Có con thỏ nó đang cố gắng giết cháu. Ôi, bình tĩnh đi. Tại sao cháu lại ở đây vào giờ này? Cháu ngủ quên. Cháu ngủ quên mất và cháu bị khóa ở bên trong. Nhưng mà điều này không sao cả. Quan trọng là con thỏ nó bị điên rồi. Cháu không nói dối đâu. Hắn ta đang săn đuổi cháu. Chúng ta phải gọi cảnh sát thôi. Alo, cảnh sát à, có con thỏ điên. Bình tĩnh nào, ở đây thì không có một cái điện thoại nào. Nhưng mà để chú đi kiểm tra, cháu hãy đợi chú ở đây nhé. Chú ơi, nguy hiểm lắm đấy. Không, đừng đi. Nó sẽ bắt chú đấy. Ta sẽ xử lý con thỏ đấy. Cháu cứ yên tâm ở đây. Ta sẽ khóa cửa.
Ý chú ơi, nó nguy hiểm, nó cầm liềm ấy. Ý chú này ngu thật đấy, bảo. Đừng, chú thôi, đừng đi. Thôi, thế chú khóa cửa mình ở trong này, thế là bây giờ mình không thoát được. Trốn đi không? Khao tôi window, nhìn ra ngoài cửa sổ. Có cái gì đâu mà nhìn. Ý ra chú khóa cửa bên ngoài là chắc nó không vào được đâu ạ. Ừ. Nhưng mà như thế cũng có nghĩa là mình không đi ra được. Gì ấy? Gì ấy? Chứ nó trốn, mất điện trốn, rồi. Trốn dưới bàn, trốn dưới bàn, trốn đi, trốn. Trốn ngay đi. Con thỏ nó làm mất điện đi, còn con gì nữa. Ôi, cầu trời khấn Phật, đừng cho nó bắt mình. Nó đến đây. Nghe tiếng chân không? Tiếng bước chân. Thưa, không còn tiếng bước chân nữa rồi. Đừng mà nó mở cửa vào đây nhé. Không, anh không, anh đừng có đi ra chết đấy. Anh có đi ra đây ngồi yên mà. Vẫn nghe tiếng chân nó bên ngoài á. Ờ. Phải cất trường cơ mà nó. Vậy là cái ông đấy chính là con thỏ. Cũng không phải, không chắc. Vì ông ấy chạy ra sau có một con thỏ đi sau mà. Có thể là bác lao công đấy đã bị con thỏ nó sát hại rồi. Không, bác lao công đấy chính là con thỏ. Nếu không làm sao biết mình ở trong phòng đấy và biết mình trốn ngay ở gầm bàn. Nó đi vào nó tìm. Nhưng làm sao nó biết được? Nó tìm khắp nơi nó biết thôi. Nhưng mà anh nghĩ không phải bác lao công đâu. Vì bác lao công mình chạy vào đấy không thể làm mà thay đổi đồ nhanh như thế được. Không cần phải thay đồ, chỉ cần mặc thêm vào thôi. Vì mascot mà, các bạn hiểu không? Cần gì phải thay đồ. Nói chung là đây mới chỉ là một phần thôi các ạ. Mình sẽ phải chơi phần 2 để xem cái con này là cái ai. Úi dồi ôi, chết phần 1 thì vẫn chơi được phần 2. Phần 2 chắc là mình chết trong vai nhân vật khác hoặc là gì đấy. Rồi nhá. Cực ảo. Rồi các bạn ơi, xem okay. Phần 2 chuyện sẽ xảy ra nhá. Ui, đây này, tiếp phần 2 này. Đây là thời điểm hiện tại nha, 1988. Và chỗ này đang được giao bán các bạn ạ. Cách đấy 3 năm à? Đúng rồi, 3 năm sau. Sau khi một cái vụ gì đấy diễn ra. Và đây là một cái căn nhà vùng ngoại ô đang được giao bán. Có một cái chiếc xe cửa. Và đây giống như kiểu xe của đài truyền hình các bạn ơi. Các bạn thấy đầy anten trên đầu không? Đúng rồi, có thể đến đây đưa tin các bạn ạ. Hoặc đến đây quay phim vì ngôi nhà này bị ma ám chẳng hạn. Ờ, bối cảnh phim. Đúng rồi. Một người tên là Tom đang nói là có vẻ như đây chính là địa điểm đến của chúng ta rồi. Chính xác rồi. À, theo anh nhìn này, trông ông này mặc áo hồng chắc là ông đạo diễn. Còn anh lái xe, còn chị này là phóng viên, còn chị này là... Như kiểu chị này liên quan đến kiểu biên tập viên, kiểu nhìn hơi học thức giống như... Đeo kính giống ốc. Nhưng mà trông ốc ngu ngu ốc. Không, hôm nay cũng không phải bảo ốc giống biên tập viên truyền hình nha các bạn. Rồi, ok. Dana nói là, nơi này à? Tôi không thể tin rằng chúng ta đã đến từ một cái bàn cho đến tận đây. Dana là cô này. Là cô phóng viên à? Tóc xoăn xoăn trông có vẻ già già này. Gary nói là cô phải cảm thấy may mắn bởi vì cô ấy công việc này sau khi cô gặp sự cố với một con chó. Ông áo hồng nói này. Dana nói là điều đấy có thể xảy ra với bất cứ ai thôi. Không phải chỉ riêng tôi su cà na thôi. Đen thôi đỏ quên đi. Gary là ok thế nào cũng được. Chúng ta sẽ không có cả ngày đâu nên phải đi thôi. Rồi, vào thôi, vào ngôi nhà này để quay phim thôi. Quay phim hoặc làm phóng sự. Chắc chắn ngôi nhà này không phải ngôi nhà bình thường. Gary nói là cái nơi quái quỷ gì thế này. Họ làm phóng sự các bạn ạ. Đây này cô mặt búi tóc cao nha. Mình dự đoán là cô phát thanh viên. Tức là cô ấy là người lên tin đó, người nói trên truyền hình. Anh này quay phim. Anh quay phim kiêm lái xe. Và cô đằng sau mặc quần đùi thì có thể là cô biên tập tin tức. Và ông mặc áo hồng là ông đạo diễn. Một ekip đi nha các bạn. Rồi, đi tiếp đây. Ông Gary nói gì không? Ông Gary nói tôi đã cho anh ta 50 box để chúng ta quay ở đây thành một câu chuyện. Box tức là đồng tiền, đơn vị tiền đấy các bạn ạ. Và đây là xe ô tô của anh ta. Nhưng mà anh ta đâu rồi? Hóa ra là xe của cái người. Mình phải bỏ tiền để quay mà. Không có được quay miễn phí đâu các bạn. Này intern, intern có trong vị trí công việc có nghĩa là thực tập sinh các bạn ạ. Thế là bạn áo kẻ này là thực tập. Thực tập sinh. Ok, tên của cô là cái gì? Thực tập sinh tên là gì? Kiểu thực tập nhiều quá chả biết tên là gì. Emma có cái mặt giống cái đứa phần 1. Sao thấy nó như đàn ông ạ? Giống đứa phần 1 đấy. Ok, Emma, hãy làm cho mình thật sự có ích. Và hãy tìm cách để vào trong đi.
cái ông đầu chọc này, ông này ông như kiểu ông chỉ đạo mình xong đúng rồi. Đi tìm đây. Ông là người chỉ đạo mà, công việc của ông ấy là chỉ đạo. Mồm hít thuốc. Ồ. Vào đi. Hít thuốc nhiều ung thư nữa mà xem. Vào đi, lắm chuyện qua mà thôi. Cày. Mình lần đầu đi thực tập là bị sai việc luôn các bạn. Rồi. Oh my god, mình đang nghĩ thầm là ngày hôm nay thật là tồi tệ các bạn ạ. Quá tồi tệ trong cái quãng thời gian thực tập của mình. Mình đã kéo một đống đồ vào thực hành để thực hành những cái lần này, và mình không nghĩ rằng mình có thể chạy xa đến như vậy, chạy dài đến như vậy. Mình sẽ phải nghỉ ngơi và đi bộ trước khi mình... À tức là, ý là mình sẽ phải nghỉ ngơi sau cái chuyến đi này các bạn ạ, bởi vì là đã tốn quá nhiều sức lực nha. Rồi, bây giờ Emma sẽ là người tìm lối vào nha các bạn. Xin giới thiệu các bạn, đây là căn nhà hôm nay tụi mình sẽ quay phim. Đúng rồi. Lối vào chắc là cửa chính rồi, còn gì nữa. Khóa mất tiêu. Nó khóa rồi. Và tìm. Có một cái lối khác ở đằng này không? Treo cửa sổ này vào. Nếu mà không vào được cửa chính thì trong các câu chuyện hay những tựa game chúng ta thường treo cửa sổ. Cái cửa sổ này bẩn quá, mình không thể nhìn vào bên trong được. Ồ, thế không chui được à? Thế đi vòng quanh nhà kiểm tra xem như thế nào. Cửa sổ này cao quá không trèo vào được rồi. Nhanh lên, không có ông đạo diễn ơi cho không pass vào thực tập còn lâu mới lấy được bằng đại học. Không sao. Rồi không sao. Không lấy được bằng đại học còn bảo là không sao. Ôi, ngoài này có... Ở đây có cái lỗ chó bên Thành, có cái lỗ chó em bảo. Ừ nhưng mà đây ủa, có cái gì có đồ. Đây đây không, không. Khẩu súng à? Rồi. Giống như là súng lấy không? Súng sao gan nhưng mà không thể mình với không tới. Mình không thể với. Cầm súng bắn vào ổ khóa, thế là mở ổ khóa. Chui lỗ chó này hả ông? Đúng rồi, ý em là thế. Chui được không nhỉ? Ủa, chui được. Đấy chưa, đây không phải lỗ chó các bạn, nó là một cái cửa sổ ở tầng hầm. Nhìn có vẻ như là nó mở, chúng ta có vào bên trong hay không? Có chứ. Rồi, chúng ta đã vào trong. Kỳ vậy, nhà ma ám à. Cái cửa kia tính kìa. Nhà bỏ hoang lâu rồi mà. Nghe sợ. Ủa. Mình không thể tin rằng mình đã có thể vào trong căn nhà này giống như đột nhập các bạn ạ. Thật là một nơi kinh dị. Chắc là ông kia tính vào đây quay phim kinh dị ốc ạ. Đồ đạc nhiều này. Người ta đưa tin thôi. Gì vậy? Phòng giặt. Máy giặt này. Ừ. Gì vậy? Điện. Mình nghĩ cái này nó bị lỗi rồi. Ok. Thôi nói chung là bây giờ phải lên cửa chính. Hy vọng là có thể mở khóa được ở bên trong để cho mọi người đi vào. Chính chỗ nào ta? Đây. Đây là phòng bếp này các bạn. Mình chạy một hồi mình chui lên phòng bếp các bạn. Không thể mở cửa này được. Đây, cửa đây, bên nào? Đây. Cái không mở được. Bị khóa rồi, mà có mất tay nắm cửa cơ. Ở trên bàn có cái gì ấy? Trên bàn có gì à? Ừ. Đâu? Ha. Đấy. Một cái note, mình đọc nó hay không? Xin chào, đây là Jerry. Oh my god. Ok, anh này chính là cái anh mà bảo dẫn mọi người đến đây đúng không? Nhìn giống như là một ai đó đã phá cửa tầng hầm và đi vào trong ngôi nhà này kể từ lần cuối cùng tôi ở đây. Chúng đã lấy trộm cầu chì, bởi vậy là nhà này mất điện rồi các bạn ạ. Nhưng mà đừng lo, tôi biết có một cái cầu chì khác ở xung quanh đây. Tôi để nó ở cửa trước. Tôi đã rời đi khi cửa trước mở, trong trường hợp tôi không nghe thấy bạn drive up, tức là lái xe đi, thì chỉ cần để tôi biết rằng bạn ở bên trong. Lú như con cú, nghe chả hiểu gì. Ông dịch cho anh không hiểu gì đúng không ạ? Tôi đã để nó ở cửa chính mở. Thế là túm lại là cửa chính mở từ phía trong này. Và nó còn một quanh đấy có một cái cầu chì. Còn dữ kiện nữa là sẽ có một cái cầu chì ở trong ngôi nhà này để chúng ta thể đúng sửa rồi, được bật điện. Ừ. Hiện tại là đang không có điện. Chắc chắn một điều như thế luôn. Rồi, chúng ta đi tiếp. Thế cho nó nhanh. Rồi, đi ra đây rồi. Thì anh mở cửa đi, ông đại diễn ông đuổi việc mình bây giờ. Đúng rồi đấy. Ông ấy khó tính đấy mà đầu chọc lóc các bạn. Ông ấy thậm chí còn chẳng nhớ tên mình các bạn. Ui. Ông ơi anh đố em động. Em thấy có đồ. Có đồ à? À ừ anh. Bên góc phải. Có đồ thì phải. Sao anh chả để ý gì thế? Chúng ta đọc đạt mới lấy được đồ này. Không có kia. Một cái hố ở trên sàn. Mình nhìn thấy có một cái gì đấy phát sáng ở dưới nhưng mà mình không thể nào với được. Đấy không lấy được rồi. Ừ. Rồi đi tiếp đi. Ui nhìn mấy cái che trắng trắng trông kinh quá. Người ta phủ bụi đó. Bởi vì thành nhà với nước ngoài hay vậy. Cửa chính chắc ở một chỗ này rồi. Đây đúng không? Ừ, mình cũng nghĩ đây là cửa chính. Đúng rồi. Ok. Mình đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, ông này phải thưởng tiền cho mình. Rồi, làm tốt lắm. Chúng ta vào trong thôi. Mình nói gì đâu? Mình nói là nhà hoàn toàn trống rỗng, không có gì cả. Hắn ta là một tên khốn. Tôi sẽ trả cho bạn, thay vì đấy tôi sẽ trả cho Emma $50.
Vậy là đang tìm chủ của cái xe ô tô đấy. Ừ, đúng rồi, chủ của xe ô tô là tên bất động sản dẫn mọi người đến đây nhưng mà lại đến đây không thấy anh ta đâu. Đúng rồi, nên là ông này đang chửi là tên khốn. It's musty. Ok, giọng nói rất là ấy nha. Khó chịu. Ghét chung. Ew. Chop chop, it's time to hustle. Ok, bây giờ chúng ta sẽ phải làm việc thôi. Hãy đem tất cả thiết bị ở trong xe và mang vào đây. Chúng ta sẽ bắt đầu setup. Rồi xong đừng bảo mình làm nha. Sao mọi người không giúp mình? Anh quay phim đâu? Intern là người hay làm những việc đấy mà. Rồi xong đi. Mọi người nam phải ra giúp nữ thì bắt một mình bạn nữ bên đâu. Làm việc đi, intern phải làm những việc đấy, đúng rồi. Quá khổ các bạn ạ. Rồi xong một cái túi à, hai cái. Hai cái rõ to các bạn ạ. Yes, chúng ta sẽ mang vào. Trời ơi, cứ tưởng nhẹ nhưng không. Nặng há mồm. Nhẹ mà, thế bên này chạy vẫn rất nhanh. Chạy thôi, không ấy, không trả tiền lương cho mình em. Cái cửa mở ra. Đâu rồi? Ekip đâu rồi? Rồi, cái đầu tiên được rồi đấy. Bây giờ mà đây này. Ừ, ekip đây. Rồi. Ekip trong này rồi. Ừ, chúng ta lại ra ngoài bên nước cái kia vào. Rồi, có vẻ là ổn rồi đấy. Hết rồi đấy. May là mình còn có sức khỏe ấy. Sáng vừa ăn 5 bát cơm. Không thì không có sức bê này đâu các bạn ạ. Ok. Đây, mọi người ơi, tôi bê xong rồi này. Hoàn thành rồi, cuối cùng mình cũng đã xong các bạn ạ. Quá đơn giản, mình chơi quá hay luôn các bạn ạ. 10 điểm cho thực tập viên Bê Quy Thành. Đây, dựng đèn lên rồi. Ok, chúng ta đã set up nhưng bây giờ không có điện nha. Rồi xong đừng bảo mình lại phải đi sửa điện nha. Chính xác rồi. À, cái gì cũng đến tay. Bây giờ là nó bảo là lúc nãy nó bảo là quanh cái khu cửa chính ấy. Quanh khu cửa chính thì ở bên này đúng không? Đúng rồi, bên ra cửa chỗ cầu thang. Bên này. Nghĩ là phòng bên kia. Phòng bên này xem có cái cầu chì không, mình cần phải sửa cầu chì các bạn ạ. Khóa rồi. Khóa lên mất tiêu thang. Rồi. Ở lên cầu thang nhỉ. Ờ có một cái phòng kìa. À phòng đấy mình vừa đi lên. Bên kia kìa. Có tivi nữa, xem tivi không em? Có điện đâu mà xem tivi, ngáo thế gì. Có thể mở ngăn kéo ra này. Không có cái gì. Bên kia bên này. À đây rồi, cầu chì đây rồi. Đúng rồi, cầu chì, lấy cầu chì. Mày thích nhỉ. Xem có gì nữa không? Chả có cái gì các bạn. Rồi bây giờ mình đi lắp cầu chì ở dưới tầng hầm á. Xem còn gì ở đây nữa không? Ô, từ từ bên này có tủ nữa hả? Nhưng mà mở rồi. À không, đây có cái cửa này, thử đi xem đi đâu. Có một cái cửa này không biết dẫn sang phòng nào các bạn ạ. Mình chưa khám phá ngôi nhà này. Ủa cái gì đây? Một cái bóng vừa đi qua. À! Một cái bóng vừa đi qua các bạn thấy không? Có cửa đi vào cửa đấy. Thôi bỏ đi sửa điện đã, không có điện tối lắm, sợ lắm. Có rồi. Bóng ai đi xuống đúng không? Rồi, tốt nhất là mình nên sửa điện đã các bạn ạ. Nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Đây, lối xuống tầng hầm đây rồi. Đây, chỗ đấy đúng rồi. Đấy, tự nhiên là đi làm thực tập sinh phải kiêm thợ điện các bạn ạ. Sửa tất tần tật. Chắc thế việc... mới là thực tập chứ. Việc gì khó của mình cũng phải làm. Rồi, lắp cái cầu chì vào chúng ta sẽ có điện các bạn ạ. Xong. Đây. Gì ấy? Máy gì ấy? Đây là máy giặt các bạn ạ. Và điện đã quay trở lại nha, đã có điện. Máy giặt thì nổ như cái công nông. Và có một vài cái bên trong, cái này là máy sấy. Có một vài thứ hay là một thứ ở bên trong cái máy sấy này nhưng chúng ta không lấy được. Chắc bởi vì nó chưa sấy xong các bạn ạ. Đợi sấy xong rồi lấy hả? Ừ. Sấy đi, đấy. Hoặc là mình bằng cách nào mình đập bỏ máy sấy, lấy đồ ra nhờ? Thôi, nói chung là mình sửa điện xong rồi mình phải đi báo cáo cho cái ông đạo diễn. Ông bảo là mày làm gì mà mãi chả thấy đâu đấy. Tí có việc gì ông lại không bảo được, ông lại cáu các bạn. Ông đấy là sếp của mình. Bây giờ có điện rồi nha các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu quay video hay sao ấy. Gary bảo là chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Bắt đầu thôi, quay nào. Đã nào vào phương hình đi. Ok, tất cả đã ổn rồi. Mọi thứ đã được cái đặt chưa hả Tôm? Tôm là anh quay phim mà đang cầm camera kìa. Tôm đang check các bạn. Được rồi, ánh sáng đã sẵn sàng. Camera bắt đầu chạy ở đây, đang chạy rồi nha. Rồi, quay. Hi Gary, tôi đang nghĩ rằng là chúng ta có thể... ông này nói là tôi không có trả tiền cho cô để cô nói nghĩ linh tinh. Tôi trả tiền cho cô để cô đọc cái kịch bản chết tiệt đó. Ây da, ông này viết kịch bản luôn à? Trời ơi, tôi ghét cái công việc này ghê.
Vậy biết sao giờ? Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Get go. Ông Gary bảo bắt đầu luôn hả? Quay luôn hả? Bắt đầu. Mọi người sẵn sàng chưa? Rồi. Quay. Ok. Action. Anthony Smith người được biết đến với cái tên là The Easter Ripper các bạn ạ. Đồ tể các bạn ạ, một tên đồ tể nha. Ồ, đáng sợ vậy. Đồ tể là chuyên mổ thịt heo các thứ à? Đúng rồi, chuyên mổ thịt heo. Đây này, mình sẽ phải dịch chỗ này ra một tí các bạn. Việc nhắc đến anh ta khiến cho toàn bộ phụ huynh trên cả nước này phải rùng mình. Phụ huynh thì chứng tỏ là liên quan đến em bé, các bạn nhỏ, con của phụ huynh. Rồi. Thế là ông này chuyên bắt cóc trẻ con. Chuyên đồ tể trẻ con. Hắn ta là một tên sát nhân các bạn ạ. Ôi ôi, quá là ghê luôn. Cái vụ giết người của anh ta thì khiến cho cuộc sống và gia đình tàn nát, tan đàn xẻ nghé. Nói chung tên này xấu xa, tên giết người. Tối nay chúng tôi đang ở trong ngôi nhà của anh ta, nơi mà có đến 11 đứa trẻ bị mất tích. Hả? Và đã được tìm thấy những khoảnh khắc cuối đời ở trong ngôi nhà này. Thật là nhiều đau thương và tồi tệ. Quá đau quá. Thế thì ban đầu là ông này bảo là kịch bản thì chắc không có thật. Cái căn nhà này chắc là không phải là căn nhà của đồ trẻ đâu. Bởi vì anh không hiểu, cái từ kịch bản không phải đến viết một cái kịch bản ảo ma Canada, mà người ta viết cái thứ tự nói của cái câu chuyện này làm sao cho nó hợp lý. Okay, để dẫn dắt người xem thì người ta gọi là kịch bản và nó là script, hiểu chưa? Thế thì trong căn nhà này đúng là có tên sát nhân rồi. Nghĩa là đây là hiện trường thật nhưng mà bởi vì đã quá lâu rồi, các bạn hiểu chưa? Nên là mới có thể đột nhập vào và quay lại phim như thế này. Đấy, có lại cái căn nhà này đã không được động đến. Không được đoán hoài gì đến 8 năm rồi các bạn ạ. Đấy, một vài người thì nói rằng là cái linh hồn của cái ông anh, cái tên sát nhân này vẫn còn đang lẩn trốn quanh đây. Đấy, cho đến tận ngày nay. À, thế là bây giờ là thậm chí linh hồn này là còn đang lẩn trốn quanh trong ngôi nhà, rất ghê luôn. Hả? Huh? Tôi là Dana Turner và đây chính là bản tin đặc biệt số 9. Silenced tears inside the home of serial killer Anthony Smith. Giọt nước mắt lặng câm bên trong ngôi nhà của tên sát nhân Anthony Smith. Quá ghê, quá giật gân luôn mà. Cắt. Rồi chúng ta sẽ nghỉ và nói một tí, hãy nghỉ luôn, hay thật. Gary, tôi nghĩ là tôi muốn cần phải làm lại cái like. Không phải like, tức là các bạn hiểu trong cái kịch bản nó sẽ có từng khoảng ô một để phân chia cái lời nói trong khoảng thời gian nhất định. Và cô này đang muốn kiểm tra lại cái like đấy, sắp xếp lại cái những cái thông tin nói đó, kiểu như vậy. Ôi, nói gì? Chúng ta... Oh my god, chúng ta sẽ... không được, cô này không được đi quá 60 phút các bạn ạ. Và chúng ta phải ở đây để hoàn thành cái job này. Được thôi, tôi sẽ đi tìm một nơi đó, trong ngôi nhà này để kiểm tra lại cái trang điểm của tôi nữa. Dù thế là... Vừa trang điểm vừa làm việc. Rồi sao? Bây giờ còn mỗi mình ở đây này. Mọi người đâu rồi? Alo. Ô, mọi người mặc kệ intern luôn mà. Intern không có vai trò gì. Khi nào cờ bí thì dí intern. Khi nào cần thì gọi, còn không cần thì kệ mày. Mày thích làm gì làm. Bây giờ mình lấy cái đồ này không? Cái đồ mà nãy mình lấy này. Không lấy được, có gì đâu mà lấy. Có ở dưới cái hố một cái gì đấy. Thôi anh đi tìm xem mọi người đang ở đâu đấy ốc ạ. À, từ từ xuống kiểm tra cái máy giặt xem mà nó ngừng quay em lấy được cái đồ bên trong không. Ôi, hầm tối quá ôi. Hầm mình chả tối, hầm mình sáng à. Nó vẫn nổ, nó có dừng đâu mà. Từ từ mấy gói mình chưa khám phá hết cái tầng hầm này đúng không? Ừ. Khám phá luôn đi. Đây là chỗ mình chui vào. Ồ, cái gì vậy? Ồ, Dana đang ở đây các bạn ạ. Dana thì đang chỉnh trang lại make up cũng như là kiểm tra lại kịch bản. Đấy, và có một cái bồn rất là lớn ở đây. Thử nói chuyện với cô này nào. Dana nói rằng là này em ơi, chị rất là khát. Đấy, em có thể cho chị một cốc nước không? Thế là sao mình lấy nước à? Chắc chắn rồi, em sẽ lấy cho chị. Ok chị ơi, đợi em tí em lên trên đấy lấy nước cho chị. Lên trên hả? Phải lên trên à? Thì đây làm gì có nước, chẳng lẽ lấy nước giặt cho uống. Thế là lên bếp hả? Lên bếp đấy, chính là ngay trên chỗ này là bếp luôn này, ông hiểu không? Ừ. Mình đọc cái tờ giấy ghi chú là ở bếp mà. Đây, chính là bếp luôn này. Hello, ông này lúc nào cũng hút thuốc các bạn ạ. Đây là cơ hội tốt dành cho em đấy. Cơ hội tuyệt vời đấy. Hãy nỗ lực vào. Và em hoàn toàn có thể dẫn đầu nếu em biết cái mà tôi thực sự muốn.
Rồi, tôi không biết ông muốn gì. Ok, em sẽ luôn luôn ghi nhớ. Where the hell is Dana? I don't wanna Dana ở đâu ấy? Tôi không muốn phải đợi ở đây thuê cả ngày đâu. Ok, Dana đang ở dưới tầng hầm đó ông ạ. Tôi lại ở đây, trên bàn gói cốc này. Ừ, đúng rồi, tầng gói cốc. Lấy nước đâu nhỉ? Lấy nước ở vòi. Vòi à? À, bên ngoài này có cái vòi nước mà. Đây đây, vòi đây, nước. Ừ, vòi đấy, vòi nước đây. Đây rồi, lấy nước. Ờ, lấy được thật. Cho uống nước lã luôn à? Nhà có mỗi nước lã thôi, nước đến nước lọc. Ờ, thôi đi thôi. Đem cho Dana đi. Dana ở đây nhỉ, tầng hầm, à đây đây. Đây, đây, lối đây, lối đây. Để rồi, Dana ơi, em mang nước cho chị đây. Xin lỗi chị. Đây đây, bên này, phòng bên này mới có chị Dana. Chị ấy trốn kỹ thế, có mỗi make up thôi mà, ở trên phòng bếp được mà. Ok, cứ đưa nước cho chị đi. Đây, chị. Sao? Đây, nước của chị đây, uống đi. Ok, chị uống nước đi. Thank you. Cảm ơn em. Thank you. Đợi đã. Em rửa cái cốc chưa? Em rửa cái này chưa? À, em rửa rồi. Thực ra là em chưa rửa các bạn. Mình lấy trên bàn múc nước luôn, đưa luôn. Còn đến nước ở vòi rửa tay mà. Em mà cạn lời luôn, cạn lời. Không nói gì. Em rửa rồi. Nói dối các bạn. Chị chỉ muốn nhớ lại thôi. Chị đã tìm ra chiếc chìa khóa này nằm trên sàn này. Đâu chị? Nhìn xem nếu em có thể tìm thấy một câu chuyện thật sự trong ngôi nhà này. Thỉnh thoảng chẳng có ai báo cáo đâu. À, nghĩa là mình có thể tự tìm. Ok. Và có thể chúng ta sẽ bị get hired, tức là được nhận ở một cái network thực sự, chứ không phải đi làm cái việc kiểu này. À, nghĩa là bọn này vẫn là chưa chính thức, đang đợi một cái đợt đài để nhận. Ok, rồi. Cô ông này quát đúng không cơ? Hey! Đang làm cái gì ở dưới này? Trời ơi! Xét đèn lên và bắt đầu tiếp tục quay đi. Đấy, vừa mới xuống đưa cho cốc nước đã bị chửi rồi. Đấy. Ít thuốc ít thôi, trong nhà này mờ mờ ảo ảo toàn mùi thuốc lá không này rồi. Mấy cô Thành nói lắm quá các bạn. Không sao đâu, anh ghét người hút thuốc. Gary nói tiếp nha, chúng ta bắt đầu đặt con người ngủ ở trong đây cùng với một cái câu chuyện rất là buồn chán. Thời gian để sex chính là bây giờ. Ủa là sao? Mình lại bắt đầu. Tôi ư? Yeah, you. Đúng rồi. Gary, what the fuck are you doing? Gary, ông đang làm cái quái gì đấy? No one's gonna wanna watch this porn. Chẳng có ai muốn xem một cái thứ nhảm chán cả. Và đây là báo cáo à? Và cái này sẽ giúp chúng ta đấy. Ông cầm cái gì trong tay? Cái bản báo cáo khô khốc này thì sẽ không thể giúp được chúng ta. Nhưng mà ông đang cầm cái gì trên tay mà ông phật phờ? Một tờ giấy hay sao ấy? Reading the teleprompter. Tôi đang đọc một cái máy nhắc chữ à? People want to see ghosts. Con người muốn xem con ma. À, ông đưa mấy cái chỗ này là phủi bụi, ông chắc là bắt một người đóng ma. Ok, intern. Được rồi, intern lại là mình đấy các bạn ạ. Khi nào Dana nói là anh ấy vẫn đang lẩn khuất trong ngôi nhà này, thì tôi muốn bạn chạy vụt qua cái background không đóng cái... giả ma rồi. Lừa trẻ con thôi. Tin lừa, hiểu chưa? Hiểu rồi. Hiểu rồi, chúng ta làm thôi. Ok. Nhớ nha, đến đoạn đấy là phải chạy qua nhớ chưa? The rampage started rồi. In late March 1979. Câu chuyện bắt đầu khi vào năm 1979 nha các bạn, thì ông này được nhận vai một cái người đóng vai mascot ở trong trung tâm thương mại với cái tên là Easter Bunny nha. Cái công việc này mình đấy, mình đang đóng giả con ma. Ông để ý chưa nhà vẫn đang nói là có rất nhiều cái người bị mất tích và không được tìm thấy nha các bạn. Smith would release the children in his greenhouse and force them to go on a deadly hunt while he stalked and murdered them. 2 năm sau này nhiều người nói rằng đây bắt đầu chạy. Haunts the home he grew up in. Hey, mà đấy. Chạy lại. What was that? Đồ thành công rồi. Cái gì vậy? Tôm ơi, cái gì vậy? Tôi xin lỗi người xem. Nhưng mà tôi vừa cảm thấy có một luồng năng lượng ở phía sau tôi. Bốc phét không phải giả chân mà. Tiếp tục khám phá ngôi nhà này. Cắt. Quá ok luôn. Mình đóng giả ma quá được. Rồi, tiếp tục xem nào. This is waiting school. Tuyệt vời đấy. Rồi chúng ta sẽ đến phòng ngủ nha. Ok. Tôi sẽ sử dụng nhà vệ sinh một chút. Ồ, đây có nhà vệ sinh hả? Hey, you.
I'm getting hungry. Ok. Và em ơi, tôi đói rồi. Em hãy ra xe và lấy một vài đồ ăn pizza vào đây nhá em ơi. Quá khổ các bạn ạ. Rồi bây giờ mình ra lấy đồ ăn rồi. Để mình phục sẽ vụ. Ra xe để lấy đồ ăn phục vụ cho ekip này. Ok với ekip ơi. Đây đóng giả ma trắng rồi, bây giờ ra xe. Ồ chị ơi. Chị ơi. Did you find anything juicy? Em có tìm thấy điều gì không? Not yet, but I think I'm onto something. This house is phòng này toàn khóa rồi, em vẫn chưa tìm thấy gì. I think there's something hidden here that nobody knows about. Em nghĩ là sẽ có một vài thứ gì đấy được giấu ở đây nhưng mà không ai biết đâu. Làm tốt lắm. Đừng có để ý đến ai cả, đặc biệt là Gary. Ông ta sẽ ăn cắp tất cả những câu chuyện, bất kỳ câu chuyện nào từ phía chúng ta. Ok. Hai người này đang là chủ động tìm tin tức riêng các bạn ạ. Lúc nãy chị ấy đưa cho mình một cái chìa khóa, ông nhớ không? Và anh khám phá ra ở dưới cầu thang có một cái phòng này, thấy không? Phòng này khóa này hay là chìa khóa của cái phòng này nha. Bây giờ mình thử mở xem được không nhá. Được. Giờ tí nữa thì bỏ sót. Mình cứ làm nhiệm vụ của ông Gary á thì mình sẽ không có cơ hội đi tìm hiểu câu chuyện thật sự các bạn ạ. Rồi, có một cái phòng kia. Mình cảm thấy an toàn ở trong căn phòng này. Ok. Mình có thể viết lại quá trình của mình. Có một cây bút kìa các bạn. Có đèn. Ok, có một cái đèn pin. Rồi, có một cây bút. Đúng không? Cây bút. Mình có thể lưu lại tên của mình nếu như mà mình có cái bút chì này. Thôi nói chung đi lấy đồ ăn đi đã. Đi lấy đồ ăn á? Sao không khám phá tiếp phòng này? Còn đây còn gì nữa đâu? Hết rồi hả? Hết rồi, phòng bé tí ở dưới gầm cầu thang mà. Nó không có thông đi đâu. Nó có phải là thông các phòng đâu mà. Đi lấy đồ ăn nhanh lên, ông kia ông đang bảo đói lắm rồi kìa. Trước khi mình đi lấy pizza, mình nghĩ là mình nên kiểm tra rằng có cái gì mà mình bị quên bây giờ hay không. Mình có thể nhìn thấy ở trong bóng tối. Nhìn trong bóng tối. À, ở dưới tầng hầm có một chuỗi tối om. Thế là bây giờ mình sẽ kiểm tra chỗ tối ở dưới tầng hầm. Đúng rồi. Có mỗi tầng hầm là tối rồi, còn bên trên thì không tối lắm các bạn. Tầng 2 bình thường. Đây, đèn pin đây các bạn. Ok. Úi dồi, cái đèn sau này. Ôi, cực ghê. À, giờ đỡ rồi. Đi xuống tầng hầm kiểm tra lại. Từ. Ơ, có cái gì kìa? Cái gì? Em vừa nhìn cái gì ạ? Từ. Mình nhìn thấy cái gì á? Em đâu nhìn thấy cái gì đâu. Rồi, mình vừa thấy cái gì đấy các bạn ạ. Đây, trong ngăn kéo này. À đây. Ờ, trong ngăn kéo. Nó khóa mất rồi. Lối nào đây? Đây này, có một cái phòng tối om đây này. Có gì đây không? Cánh cửa. Khóa rồi. Khóa rồi, không mở được. Đằng sau mình có một cái lối đi tiếp ấy. Bên trái ạ. Đây khóa mà. Thế còn bên phải? Bên phải là cái đây không phải à? Không phải lối đi à? Đấy là lối đi mà. Lối đi ở trong thùng này. À. Đây rồi, mình có thể lấy được cái đồ ở dưới cái trên sàn trên tầng rồi. Một cái xà beng. Lấy cái xà beng. Anh biết cái này làm gì hả? Cái gì? Ốc nhớ là có cái máy giặt bên ngoài không? Dùng cái này bậy nó ra được. Thế hả? Chắc chắn luôn. Cái gì vậy? À đây, đây. Ta tìm cái tiếng máy thôi. À, hy vọng là mình có thể cậy ra được. Được. Biết ngay mà. Cái gì ấy? Cái gì mà trông như vàng? Lấy được vàng hả ốc? Không biết cái gì đây. Ồ, tay nắm cửa. À, thế có cái phòng bên trên này này. Đúng rồi, nhớ cái phòng đấy chưa? Hết rồi, không còn gì nữa, có mỗi cái tay nắm cửa xoay okay trong đấy. Ok luôn, các bạn ơi. Thế thì ngay trên tầng này có một cái đúng phòng rồi mà lúc đấy các bạn thấy là nó cái không có tay nắm cửa. Cái phòng gần với cái gầm cầu thang đúng không? Yes. À, đến buổi tối rồi các bạn ơi. Ôi, đến buổi tối rồi á? Đây này, cái phòng này không có tay nắm cửa thấy không? Ừ. Chết rồi, đến buổi tối rồi à? Thế hỏng rồi. Liệu những người kia đã về hết và để lại mình ở đây không? Ai làm thế? Đang quay phim chưa xong mà. Chỉ có em mới bỏ người về. Cái phòng này. Fry poker, một cái để múa lửa hay là sao? Cái này giống như kiểu cái khều than ở trong bếp lò á các bạn. À, mình cứ tưởng múa lửa. Mình có thể lấy được cái đồ ở dưới sàn đấy. Có một cánh cửa này. Khóa rồi. Không phải khóa các bạn, mình vào được luôn á. Nó thông ra đây à? Ok, đến chỗ chị Dana. Đào cái đấy lên xem. Nhỉ, có cả xe beng và một cái ấy nữa không à?
Thấy mọi người về hết rồi. Đâu, chị kia vẫn ở kia mà. À ừ. Mọi chị người đang nghỉ ngơi à? Quay phim vì đam mê à? Tối không về ở đây sợ vãi à. Không phải các bạn ạ. Để làm gì nhỉ? Mình còn thiếu dữ kiện đâu. Mình đi gặp mọi người đi. Từ từ nói chuyện với chị này xem nào. Hello chị, em vừa tìm được cái này này. Did you find anything juicy? Em tìm cái gì chưa? Not yet, but I think I'm onto something. Bây giờ lấy pizza đi thầy. Ở nhà quên mất đấy, từ nãy giờ đi khám phá quên mất. Pizza đi, không là bị trừ lương các bạn ơi. Quên mất, mãi đi khám phá ngôi nhà quá. Tối luôn rồi, anh sẽ bị trừ lương chắc chắn luôn. Xin lỗi mà. Ủa cái gì vậy? Hoàng hôn, hoàng hôn. Hoàng hôn gì mà đỏ ngòm đấy, hoàng hôn máu à? Hoàng hôn dám nắng chiều. Đúng rồi. Ôi cái gì đấy, xe bị sao đây? Cái gì đây? Chiếc xe bị làm sao đây, ai đã làm điều này? Nó bị tháo tung rồi. My god, ờ. Hỏng ấy. Âm nhạc nổi lên là đỉnh điểm bất lành rồi, tiến sắt đến quay trở lại đây. Hỏng rồi. Từ từ, trên đầu xe có một cái gì đấy. Một tờ giấy. Cái gì đấy? Có một cái nốt được ghi ở đây. Không nơi nào để đi. Giờ đây đã thế rồi, không còn nơi nào để đi nữa các bạn. Nhìn giống như chúng ta đang chơi game. Nhưng không, bạn sẽ đi săn, đi tìm những quả trứng. Và tôi sẽ đi săn tìm bạn. Tìm tất cả chúng và bạn có thể rời đi. Hoặc không tìm thấy chúng và bạn sẽ không thể rời đi. Xin vĩnh biệt cu. Xong rồi, trò chơi của nó bắt đầu rồi. Mình phải vào báo cho mọi người thôi. Làm gì còn pizza, có ma thì có. Nó bảo mình đi tìm trứng ấy. Mọi người đi rồi. Pizza đâu? Không có cái gì. Có một vài điều đã xảy ra ở đây. Chiếc xe đã bị phá vỡ rồi. Và cánh cổng thì lại bị khóa lại. Where's Tom? Thế Tom đâu? Tôm ở đâu còn lâu tôi mới biết. Tôm chắc vừa chạy ra ngoài. Đấy, không biết, tôi không thể tìm ra anh ta. Must be the goddamn real estate agent. Chết tiệt thật chứ. I told you get another 50 bucks when we were done. Chúng ta sẽ chỉ trả 50 bucks khi mà hoàn thành công việc này thôi. Oh my god, come out you chicken shit. Ông ơi, mất dạy. Hôm nay hay chỉ thế các bạn ạ. It's getting dark. Gary chết tiệt này. Trời tối rồi mà nơi này trở nên đáng sợ. Chúng ta phải hoàn thành việc này ư? Không cho đi về đi. Đúng rồi, tôi không biết Tom đang ở nơi quái quỷ nào. Bởi vậy mà cô sẽ phải tiếp tục giữ vừa quay vừa giữ camera. Cái gì? Tôi không biết cách quay đâu, tôi không biết quay. Dễ thôi, chỉ cần giữ nút và nó sẽ hoạt động thôi. Làm sao giữ đừng để nó rung nữa các bạn ạ. Ok, rồi chúng ta sẽ quay phim nha. Quay phim nào. Quay đi, ok. Hôm nay là đến chương trình rồi giới thiệu với các bạn đây là ngôi nhà ma. Đây, ngôi nhà này có nhiều bóng ma, là bóng ma bốc phét thôi. Đây, có bóng ma thật là thôi, anh vứt máy quay chạy luôn đúng không ạ? Nói chung bây giờ mình cứ đứng làm quay phim này à? Ngày 1 tháng 5 năm 1985. Chị ơi, nói nhanh lên, chị ơi. God damn it, Dana. Chửi luôn. I want my lunch. I can't work under these conditions. Rồi sao? Thế là cứ quay này hả? Hey, intern girl. See if you can find where the hell Tom is. Rồi, hỏng rồi. Cái gì? Thế bây giờ thế nào đây? I hate this stupid job. Chị ghét cái công việc này quá. Ôi ông ơi, cho tôi về cho ông ơi. Fuck is Tom? Tom đâu rồi? À, đi tìm Tom à? Ông này bảo với cả đi tìm Tom đi. Đi quay phim xong rồi bây giờ bắt mình đi quay phim. Từ ở đây có phòng này có đồ này ông này. Đồ á? Đâu? Anh nghĩ có đồ. Có. Có này. Lục thử coi có gì không? Không có gì. Nó khóa rồi. À, đây là không có gì ông ạ, xin lỗi. Cái gì bật lên là sao? À, chắc lỗi có điện nó tự bật đấy ạ. Ồ. Thế rồi, đây không có gì. Cái gì đấy? Đồ gì kia? Đây rồi. Mình nhận được một cái bút chì và ghi tên của mình vào hả? Cái này mình có thể lưu được game ốc ạ. Mình đi lưu game đi. Giống như mấy trò khác á. Là chúng ta có thể giống kiểu viết sách là viết lại nhật ký. Mình có thể lưu được game luôn. Đây rồi. Có một cái sổ đấy. Căng thẳng hết sức. Đây rồi. Viết vào. Yes. Rồi, có thể lưu được game rồi. Đó, biết ngay mà. Rồi, xong rồi nhỉ? Ừ. Return đi. Lưu rồi đúng không? Ừ.
Rồi đi ra các bạn ơi, đi tìm lên tôm. Lại lên tầng và đến cái phòng đối diện đi. Từ từ ngó. Chắc là tôm trốn việc ở đấy. Đi lên trên để tìm nhá. Anh nghĩ là tôm. Phòng đấy không có. Phòng này khóa. Khóa. Rồi. Phòng này tầng cao hơn rồi. Cũng khóa nốt. Cũng khóa rồi. Thế thì tôm không ở trên tầng này rồi. Thế là tôm đang ở tầng 1 hoặc tầng hầm. Tầng hầm. Ờ, tầng 1 thì như anh cũng không thấy ai. Đúng rồi, tầng hầm rồi. Anh Tôm ơi, đạo diễn gọi anh kìa, anh Tôm ơi. Tôm ơi. Đấy, trốn việc mà, biết ngay mà. Trốn hỏng rồi, trốn việc. Tom, Tôm, I didn't think I would find you. Em không nghĩ rằng là em sẽ phải đi tìm anh. Thật là tồi tệ quá đi. Anh có nghĩ rằng Easter Ripper quay lại không? Hả? Thế là cái con thỏ cái siêu thị phần 1 nó quay lại đây hả? Trông giống như là chúng ta mắc kẹt ở đây rồi. Tất cả cửa đều khóa, nhìn kìa. Anh tìm được một cái chìa khóa nhưng mà anh không thể nào mà tìm được cái chỗ để tra chìa khóa vào. Em xem nào. Này, em có thể tìm cánh cửa. Bây giờ anh sẽ đến bảo mọi người ra ngoài. Và anh sẽ đuổi em. Ok, chúng ta có một cái chìa khóa rất là to các bạn ạ. Hiện tại thì có hai phòng ở trên tầng 2, có một phòng chưa nó mở. Nó sẽ mở tầng 3. Anh nghĩ thế không? Ừ, ở trên theo anh nhớ là tầng 2 có một phòng chưa mở này, tầng 3 có một cái phòng đấy nhưng mà một trong hai phòng đấy thôi. Ừ. Mình sẽ đi lên trên để xem nó mở được phòng nào nhé các bạn. Hay Tôm biết chuyện rồi, Tôm trốn xuống đây trước. Ô cái gì đấy? Giúp tôi! Cứu tôi! Có một ai đó đang ở đây. À! Lên tầng, đúng rồi, mở khóa. Mở rồi. Các bạn, mình không ngậm được mồm các bạn ạ. Mình sẽ phải ra khỏi đây như thế nào đây? Đây tầng gác mái rồi các bạn ơi. Chỉ, ô cái gì trên tường kia? Cái lỗ trên tường à? Nó có lên đây không? Tìm đồ đi. Lên này, lên đập. Tìm đồ đi mẹ. Anh sợ nó lên, nó tìm đồ nó đi vào nó giết mình. Thế thì đành phải chịu tại số thôi. Sợ quá các bạn ạ. À. Ok. Cái này mình có thể mở tủ được các bạn ạ. Thế là ở dưới tầng có chỗ để mình mở tủ rồi. Kiểm tra đây là cái gì? Một cái đèn bình thường thôi. Thế rồi chúng ta đi xuống mở hai cái tủ ở cái phòng ngủ ấy các bạn. Bây giờ đi xuống thấy nó này. Thôi ông ơi, em đừng dọa anh nữa. Sợ. Ô, cái gì ấy? Cái gì ấy? Đầu của Diana. Đầu của chị Diana này. Có một quả trứng ở trong mồm. Thế là mình lộn một quả trứng rồi các bạn ạ. Ừ. Thử xem cái này mở đâu. Mở được các bạn ơi. Mở được mà. Nó cậy nó ra mình lâu không mở được nó gì. Xuống. Xuống bên tủ kia chắc là có đạn. Mấy cái đấy không có, mấy cái đấy không có gì. Mấy này mình kiểm tra hết rồi các bạn. Đúng rồi. Bên này có đạn, chắc chắn luôn. Trang bị có, luôn. Có 3 viên đạn các bạn ạ. Bên này vẫn cần phải mở đấy, bên này cũng có cái khóa. Cái gì đây? Bút chì. Mình có thể lưu game. Xuống lưu game. Ra okay, đi. Ok các bạn ơi, anh nhớ ở dưới tầng hầm cũng còn một cái tủ nữa. Không nhớ không? Tủ nào nhỉ? Cái tủ mà lúc anh bảo sáng mà em không nhìn thấy à đấy. À ôi, thấy rồi. Đây. Đi đâu đây? Đây cái gì đây? Cái nam châm. À anh biết lấy cái này đâu rồi. Chính là cái trên nền nhà mà mình không thể móc lên được á. Thế thì mình hút lên. Đúng rồi. Nó đâu nhở? Sau khi nó giết Diana thì còn Tom và Gary thì sao? Đèn cứ chập chờn. Đèn nhập nhòe. Hút. Cái gì đây? Chìa khóa. Mở gì ta? Tầng 2 còn một phòng khóa. Ờ đúng rồi, tầng 2 một phòng khóa. Ờ khéo mọi người trốn trên trong khoảng đấy. Nhưng mà không có chìa khóa sao mọi người vào đấy được nhỉ? Bị nó nhốt cho còn sao nữa. Đây phòng này này. Đây cửa đây. Bịt ngay mà.
Vào thôi. Căng thẳng quá các bạn ơi. Dana is dead. Dana chết rồi à? Chết rồi à? Ôi, ông này. Exit. Hãy giúp tôi tìm lối ra đi. Thì ông sai, tôi tìm lối ra. Ông ấy tìm tìm chứ. Bổ đôi người luôn. Đường sau, tìm ra sau. Mình có súng mà sao bắn nó thì trốn. Trốn rồi. Rồi xong. Hỏng rồi, hỏng rồi. Anh ta đi chưa? Anh ta chưa đi rồi. Sợ quá các bạn ơi, ông kia bị tiêu diệt ngay trước mặt mình luôn. Ai chỉ bị tiêu diệt trước mặt mình? Trên bàn có cái gì ấy, giống như cái nó. Con thỏ đang theo dõi chúng ta. Một đôi mắt đen ngòm đang theo dõi tôi khi mà tôi rời, khi mà tôi di chuyển. Luôn luôn theo dõi. Và một đêm chúng ta nghe thấy tiếng ồn đến từ bức tường. Lần đầu tiên tôi nghe được chúng, tôi đã cảm thấy rất là vui. Bởi vì tôi nghĩ rằng nó, tiếng ồn đấy là của bạn và mẹ đến để bảo vệ tôi. Nhưng mà không phải. Hỏng rồi. Trên giường phần là còn cái gì ạ? Ừ. Trong tủ thì sao? Gì đây? Đây, cái đèn nữa hả? Một cái bóng đèn. À, lắp lên tầng 3. Đổi cho cái bóng đèn tầng 3. Ừ. Chỉ có mỗi trên tầng 3 là mình thấy có cái bóng đèn. Chắc là đổi bóng đèn với nhau thôi. Đổi bóng đèn thì lấy cái bóng đèn tầng 3 làm gì nhỉ? Đây này các bạn thấy không? Tự nhiên là một mảnh mà ốc bỏ mình cầm kia mình bổ vào ấy. Đổi bóng. Mình nghĩ là đổi bóng thôi. À đúng rồi. Lấy ra tra vào. Bây giờ mình nhìn thấy nó một thứ hoàn toàn khác, toàn màu tím. Em nhìn thấy cái gì đây không? À đây. Đây rồi, trong này có cái gì đấy các bạn ạ. Mình đã phát hiện ra đây có một cái gì mà kéo. Máu, có vết máu. Một cái thang vận chuyển các bạn ạ. Cái vận thang. Đi xuống. Chắc chắn nó vận, ông này vận chuyển xác người đấy. Hay những bạn mất tích được đưa xuống dưới này. Đấy, những đứa trẻ con đây. Khê quá à. Đồ tra tấn luôn mà. Sợ vai. Ui, đồ tra tấn kìa. Đây có một cái cửa khóa mất tiêu rồi. Ôi. Tranh vẽ. Xin lỗi, bây giờ làm sao đây? Đi tiếp hành trình. Quy điền còn chớp chớp nữa chứ. Nhiều tranh. Đây tủ có gì không? Đây khóa. Ồ, mở được cửa này. Mình sẽ khám phá từng phòng thế này xem chuyện xảy ra đây. Úi giời ơi, hỏng rồi. Ôi giời ơi, mình phát bệnh mất thôi. Đến biến thái đây. Cái bạn này bị chết trong tư thế chổng mông cho bị quật cho tới chết à. Gì đây? Lại có một cái nốt. Gracie thì sẽ không dừng lại việc nhìn chằm chằm vào con thỏ trên tường. Randy thì nói rằng trứng sô-cô-la có thể giúp chúng ngủ, nhưng mà không ăn, mà sẽ không ăn tối nay. Randy nói với tôi về cái bài hát này, ký ức về bài hát này. Tôi không biết anh ta ý nghĩa là gì. Tôi sẽ viết xuống 8883553121210108. Chụp lại, khéo là có dữ kiện của cái gì đấy. Trên con thỏ chổng mông y xì trang như là con bụng cái bộ xương á. Kiểu cách bị họ chết cũng giống như kiểu bức tranh ở trên tường á. Đây có một bộ xương đấy ông này. Ui, kinh quá. Không biết điều gì tồi tệ đã xảy ra ở đây nữa. Chết hai chân dạng lên luôn các bạn. Yeah. Một bộ xương bị trói không ạ? Ừ. Rồi, nó có cái gì các bạn ạ? Có cái dây buộc. Sợi dây. Mình lấy được cái sợi dây chắc sẽ giúp mình qua quá trình tẩu thoát các bạn ạ. Ok, mình xin lỗi bộ xương vì mình đã lấy cái dây này đi, nhưng mình phải lấy thôi. Gì vậy? Gì trắng trắng đây? Cái nhà vệ sinh tự chế tạo. Ôi, nó còn không cho đi nhà vệ sinh thường, nó bắt làm nhà vệ sinh cuốn giấy vào, xong đi vào trong đấy, xong tự hít. Ôi giời ơi, kinh quá. Đi ra ngoài thôi. Tên biến thái này. Ôi ơi, ghê thật chứ. Game này đen tối quá. Ừ, các bạn ơi, ghê quá ghê luôn. Từ đây. Khóa nha. Khóa, mình đã có cái để cậy. Khóa làm sao được với anh. Gì vậy? Bằng đạn. Thôi xong rồi. Nạp đạn à. Rồi, nạp đạn rồi đấy. Tám đủ rồi, đã đủ 8 viên rồi. Anh làm bên này mình đi hết rồi. Mình sẽ đi sang quần này. Ừ.
cái đấy em nhìn thấy rồi. Đi rồi. Nói chung là bắn xuống đâu. Đồ ăn hại. Rồi quay trở lại, anh bảo thằng này không cầm nó. Thằng này đã chuẩn bị súng rồi. Cái gì đấy? Máy quay phim. Sao sao Tô mẹ để máy quay phim ở đây? Nó vỡ rồi. Có cuộn băng vẫn còn ở đây. Chúng ta xem băng chứ. Xem cuộn băng để xem chuyện xảy ra với Tô mà. Ok. Xem cuộn băng ở trên tầng 2 đúng không? Đấy, cuộn băng. Ừ, có cái tivi nhiễu hay nhớ không? Lưu game chưa? Chưa, không cần phải lưu. Ghép mi kìa. À. Tôm. À. Con đấy biến thành con nhện rồi. À. Khóa lại đây rồi. À. À mày ở đây con chó này. Mày đi xem băng. Nạp đạn đi. Anh tìm mày giết luôn. Đâu rồi, mày đâu đâu. Xem băng. Nó đi rồi, em nghĩ là nó sẽ không quay lại nhanh thế đâu. Mật dậy, đùa vì xạ thủ. Emma, ta là Emma xạ thủ. Chuyện gì xảy ra nha các bạn. Đây là Tôm đang cầm máy quay phim này. Ồ sao Tôm bị đấm chết. Đấy, nó mặc bộ mascot mà đằng sau thì nó bỏ nó cái mở, gì vậy? Nó bỏ một cái gì đấy vào đàn piano. Đàn piano ở tầng nào nhỉ? Tầng 2 luôn. Ờ ok. Có cái gì đó nó bỏ vào đàn piano. Đàn piano ở đâu? Nạp đạn nè các bạn. Nạp đạn. Ê mà nạp đạn. Không phải là piano, không phải ở đây. Piano hình như ở dưới hay sao, ở cái phòng to á. Vậy là Tôm bị giết ở phòng piano. Đi đâu phòng đấy? Phòng này. Phòng này luôn à, không phải phòng bên phải hả? Thấy không, thấy trí nhớ của anh không? Đâu, Tôm đâu? Rồi, chúng ta mở đi. À, mật mã. Mật mã xem nào. Là bài hát. Ồ, bên này không bấm được. Mất 3 nút bên này và 2 nút bên này. Xem đúng nó là gì. Đọc lại nào. À, 888. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8. 8. 8. 3. 3. 3. Mấy lần 3? 1 lần 3, 2 lần 5. 1, 2. 1 lần 3. Ok. 2 lần 12. 1, 2. 2 lần 10. 1, 2. Và 1 lần 8. Quá hay luôn đấy chứ. Trứng. Chúng ta có 2 cái trứng. Ồ đây này, vết máu của ấy nè. Tôm. Cái phòng đấy là cái phòng mình mới, mình mở được cửa rồi bị chặt đôi á. À đây, phòng này. Ừ đúng rồi. À gì đấy? Gary die, có quả trứng trong bụng ông đấy. Lấy trứng. Đấy, yes. Ok. Lấy trứng. Kinh quá các bạn ơi, thôi bỏ qua đi. Bỏ qua các bạn. Sợ quá bỏ qua cho người dân quá muộn. Chẳng về thật chứ. Được. Kiểm tra lại tất cả các phòng ở tầng 2 xem. Còn dây thừng, mình chưa biết dây thừng dùng để làm gì. Mình nghĩ là sẽ dòng từ cửa sổ ra và thoát. À, nghĩ vậy không? Gì vậy? Cabin này, ủa. Gì đây? Có một cái gì đấy đằng sau. Nhưng không thể nào tự mình rời cái giá sách ấy đi được. Cái giá này đi được, cái tủ ấy đi được. Dùng dây. Dây kéo. Biết ngay. Thông minh vãi. Thấy chưa? Thế anh Bưu Cảnh thông minh chưa? Còn mỗi dữ kiện này thôi là mình kiếm. Chắc trong này chắc có một quả trứng nữa. Ôi phòng vệ sinh. Ai trong này bị sát hại này? Tôm. Không phải. Là tên môi giới. Tên môi giới bất động sản bị chết nhét trứng trong mồm luôn rồi. Đâu thêm một quả trứng. Băng đít à? À, nếu mà bị nó đánh mất máu thì mình sẽ hồi được máu hả? Thế bây giờ anh hồi máu chưa? Ồ,
Ủa đi ra phòng này mà, thông thông với nhau mà. Quay của mình đây. Ô phòng. Phòng này mình cậy cửa rồi. Rồi bây giờ xuống để trứng vào chỗ cái giỏ thì phải. Cái giỏ. Chỗ đàn piano đấy, em nhớ có cái giỏ không? Ừ. Đây phòng này. Quá căng thẳng luôn các bạn ơi. Đâu nhỉ? Anh nhớ có cái giỏ. Đây. Nó bảo là chơi trò chơi đấy, lấy trứng bỏ vào giỏ mà. Là kiếm đủ trứng nó sẽ tha cho mình, ông nhớ không? Ừ. Thế là 4 trứng là đủ. 4 trứng. Tại vì có 4 người thì bị giết 4 người rồi. Chứ không lẽ giết 1 người đấy thì rồi. Là đấy, bảo hiệu à? Tôi đã kiếm đủ trứng rồi, cho tôi thoát khỏi đây đi. Đúng rồi. Rồi sao? Tất cả trứng ở đây rồi. Cầm súng vào. Cầm súng. Ai cầm súng chưa? Thế bây giờ đi đâu? Hiện tại mình đang mấy viên đạn nhỉ? 8. 8 viên đạn. Ui, chơi game này nó căng thẳng lắm các bạn. Bây giờ mình chết phát là trứng có mông mồm mình luôn. Có một cái cửa đây này. Cái cửa mà lúc nãy xuống phát là không mở được đây này. Ô, bây giờ lại mở được này. Nó mở được rồi. Như kiểu sau khi để đấy trứng vào thì nó mở được. Ủa, có một cái đường Mật đạo. Như kiểu là nó hay di chuyển bằng cái này để lên xuống chứ nó không di chuyển trên nhà nha các bạn. Ừ. Nó cũng có một đường. Thang lên. Yes. Thoát rồi. Thoát chưa? Ô không, lên thò mặt ra thấy mặt nó này. Thôi ông ơi, thấy mặt không nó. Thể nào mà dễ dàng thế được. Súng, mình lấy quả súng trường. Ở nhà trong này có cái súng to lắm không ạ? Súng trường. Chỗ nào nhỉ? Đây. Ok. Mình dùng cái này hay là dùng shotgun? Xem có đạn không? Shotgun thì bắn gần mà súng kia bắn xa các bạn, súng săn kia bắn xa. Anh dùng súng thường đi. Ở đâu nhỉ? Ở sao lại có cái vườn ở đây nhỉ? Đấy, trong đấy trong vườn mà. Khỏi đây là thôi. Cửa đây rồi. Hứa cái gì đấy? Bắn luôn. Tôm là Easter. Tom? That's right. It was quiet. Ôi ôi. Innocent Tom. Harmless. Walk all over him, Tom. Mama's boy, Tom. Well, I did. Mình đang bất ngờ quá các bạn. Tuy nhiên Tôm lại là thế đó, hóa ra Tôm dẫn dụ mọi người đến đây để Tôm sát hại mọi người. Oh my god. Ừ đúng rồi. Và đây là những cậu bé Tôm là con của người mẹ. Tôm rất sợ. Nhưng mà tại sao? Tại sao lại làm vậy? To avenge my brother. Easter Ripper. Easter Ripper. Tên đồ tể điên này, bệnh hoạn này, bắt cóc này. Nhưng mà nha, nhưng mà Easter Ripper lại là người bảo vệ Tôm. À, thế là Easter Ripper. Không phải. Anh nghĩ đây giống như kiểu là Easter Ripper là anh trai và để trả thù hay sao á? Không phải, ý anh hiện theo anh hiểu là ngày xưa ấy, anh trai đã thay Tôm mới chính đích thực là Easter Ripper, như anh trai của Tôm này đã thay Tôm nhận tội và nhận mình là Easter Ripper nên đã bị xử rồi sao á? Tôi nghĩ tôi có thể điều khiển. Biến bạn luôn. Và bây giờ nó sẽ giết mình đấy. Bắn luôn. Mày. Mày. Chạy. Không chạy được qua rồi. Đấy. Mày lại đây. Hy sinh chưa? Chắc chắn trong người nó có cái gì đấy, mình giúp mình mở cửa chứ đúng không? Không biết nhưng mà nó đã bị hy sinh rồi. Đấy. Chơi ở cái chế độ VHS này nó hơi khó nhìn. Ui nó vẫn sống các bạn ơi. Oh my god. Người không thể giết được ta đâu, bởi vì ta chính là Easter Ripper. Cái gì vậy? What the hell? Cửa mở ra, sập. Mấy người đội 1 sống dậy à? Ô, em bé phần 1 kìa. Đúng rồi. Rất nhiều những em bé khác. Thế là những linh hồn của những em bé đã quay trở lại này. Vì thằng này bảo là ta chính là Easter Ripper. Và những đứa bé nó nghe thấy tên nữa này. Nó căm vẫn quá, bây giờ nó nổi dậy để những linh hồn này các bạn ơi. Nó sẽ lao vào cấu xé tên này. Rồi
Nghiệp quật chưa? Sao? Nghiệp quật không chờ phát nào luôn mà. Xong. Ôi mày gót, đây là cơ hội của mình phải chạy thôi. Chạy thôi, chạy thôi chứ còn gì nữa. Đấy, để chế này, chế độ này trông nó ma mị hơn này các bạn ạ. Rồi, chúng ta đã thoát được rồi ơi. Yeah, vậy đã hoàn thành xong tựa game này rồi. Vẽ lên thế là thoát à? Ờ, thoát rồi đấy, đến logo này thoát rồi. Ơi, vậy là mình đã hoàn thành xong tựa game của một tên đồ tể rất là bệnh hoạn, bắt cóc các bạn nhỏ và sát hại các bạn. Ghê không? Quá là ghê luôn, giả danh cái con thỏ. Mình kiểu rơi vào trầm tư. Ờ. Rồi các bạn thấy tựa game này hay và đáng sợ, các bạn bình luận ở dưới nhá. Và đừng game quên thì hay nhưng mà bấm like video, đăng ký kênh. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp lại bạn miền sau. Cực ghê luôn mà. Bye bye. Đấy, đừng chê những tựa game phèn phèn, đồ họa xấu nhưng mà rất là ghê, âm thanh các thứ quá sợ luôn.